Trên nền tảng mạng xã hội TikTok đang nở rộ trào lưu xé túi mù. Trong trào lưu này, người chơi sẽ mua những chiếc túi hoặc hộp kín, bên trong sẽ chứa những mô hình ở các chủ đề khác nhau. Đặc biệt, điều tạo nên sự hấp dẫn là khách hàng không biết về hình dáng hay màu sắc cụ thể của các món đồ chơi này cho đến khi được tận tay xé chiếc túi này ra và xem vật phẩm bên trong. Không chỉ thu hút giới trẻ, nhiều người nổi tiếng như hoa hậu Hương Giang hay Lê Dương Bảo Lâm cũng đã gia nhập đường đua túi mù. Các loại túi mù phổ biến có kích thước dao động từ 1 đến 3 cm. Với mức giá từ 120.000 đến 130.000 đồng cho một gói 10 túi, bên trong có chứa những món quà ngẫu nhiên. Cơn sốt trò chơi này đã khiến những kênh TikTok, hội nhóm bán túi mù liên tục tăng giá. Chính vì vậy, người trẻ không nên vì độ hot nhất thời của những món mô hình với màu sắc, hình dáng đáng yêu này mà chi tiêu quá mức.